Cù Lao An Bình nằm giữa dòng sông Tiền gồm 4 xã An Bình, Bình Hòa Phước, Hòa Ninh và Đồng Phú thuộc huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Chôm chôm ở xã Cù Lao Bình Hòa Phước, tỉnh Vĩnh Long đã nổi tiếng từ lâu với chất lượng ngon. Khi chín màu đỏ tươi, vị ngọt đậm đà, không dính hạt, được nhiều du khách trong và ngoài nước ưa chuộng mỗi khi đến xứ sở Cù Lao này. Chuyến xe nông nghiệp sạch đã đến với Cù Lao Bình Hòa Phước. Tại đây, Thí Thuận sẽ tìm hiểu về giống chôm chôm Java. Dạ, con chào chú. Chào con. Ủa chú, mình đang làm vườn ở đây hả chú? Hôm nay làm vườn, hôm nay đang tưới vườn. Dạ chú ơi, cái giống chôm Java này của mình á, là có từ đâu hả chú? Giống sản xuất giống từ cái vùng Cái Mơn của Trà Lắc, Bến Tre. Cái cách mà chọn giống của mình như thế nào hả chú? Cái cách chọn giống của mình á, là mình chọn cái gốc cho nó mở, nó tốt, thì cái cây nó khỏe, thì cái chất lượng cái cây nó mới tốt. Chú ơi, vậy thì cái nguồn nước á, cũng như là cái lượng phân của mình á, mình có qua kiểm định không chú? Thì đây đã chú sản xuất theo cái thị trường Bograp rồi. Thì cái nguồn nước này á, là bên cái huyện là đã kiểm định nguồn nước rồi và kiểm định cái vùng đất luôn rồi. Là cái thứ hai nữa là cái phân bón á, thì sản xuất theo cái tiêu chuẩn những Bograp này thì dùng phân bón trong cái danh mục cho phép phân bón đầu vào cho hợp tác xã đó, thì cũng đã qua kiểm định hết. Chú ơi, cây mình khi mà thu hoạch rồi á thì khoảng bao lâu nó sẽ ra trái nữa? Cây mình thu hoạch xong rồi và đúng 12 tháng năm sau mới cho trái, nói chung một năm có một vụ. Thế thì trái chôm chôm như thế nào là đạt chất lượng hả chú? Trái chôm chôm như thế này là trái chôm chôm nó đạt chất lượng. Đó. Trái nó to, nó tròn, nó khỏe và nó đẹp. Nó vừa chín, nó vừa vàng và nó vừa đỏ lên. Nó rất là chất lượng và ăn rất là giòn, ngon, ngọt. Rồi, có ăn cháo luôn nha. Tại cái mùi vị chôm chôm ra hoa này nó vừa chua, nó vừa ngọt. Nó thị trường rất là ưa thích. Đúng rồi, chua chua nè, ngọt nè, đỡ ngán. Ăn hoài cũng thấy ngon. Ăn hoài cũng cảm thấy không chán. Ngon quá chú ơi, đi một vòng chắc hết luôn cái vườn chôm chôm này quá. Ủa chú ơi, thế thì một năm sản lượng đạt bao nhiêu trứng chôm chôm hả chú? Toàn cái xã chú của Bình và Phước này á, cái diện tích á 400 hectare. Còn sản lượng hàng năm á thì nói chung khoảng 1.000 tấn. Hiện nay á là xuất khẩu đi thị trường tiểu ngạch đi Trung Quốc và hiện nay chỗ chú cũng ký kết được cái hợp đồng là xuất đi châu Âu. Thì nếu mà tạo được đầu ra cho mấy thị trường đó, cái tiêu chuẩn, cái giá trị, cái chất lượng sản phẩm mình lên và cái giá trị sản phẩm mình lên để cho xứng tầm với cái đầu tư cái logo Grab này. Đầu tiên chú Thuận tự tay trèo lên cây và hái những cái chôm chôm như thế này. Một từ để diễn tả thôi, quá tuyệt. Thưa quý vị, đến với Cù Lao Bình Hòa Phước không chỉ được tận hưởng thiên nhiên trong lành, không khí dễ chịu, bên cạnh đó còn được tự tay vào bên trong vườn và bẻ những trái chôm chôm Java thơm ngon và chất lượng như thế này. Quả thực là một ngày đáng nhớ đối với chú Thuận. Đến đây thì thời lượng của chương trình Nông nghiệp sạch xin được khép lại. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Chôm chôm Java, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, chủ yếu phân bố tại huyện Long Hồ, với diện tích khoảng 38 ha, sản lượng đạt 30-35 tấn trên 1 ha, thị trường tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh lân cận và xuất khẩu sang Trung Quốc.